Hello anh em nha. Mệt quá. Hello mọi người. Ok. Hello cả nhà nha. Công xin chào anh em. Rồi đầu tiên là cảm ơn tất cả anh em thợ máy đã gửi lời chúc đến gia đình Thị Tuấn hôm nay lấy được vợ hai. Nói chung là cảm ơn tất cả anh em, không biết nói gì hơn, cảm ơn mọi người. Và ông chia sẻ mọi người đúng là từ bé giờ gần U40 rồi, ngồi lên con xe từ bé giờ, nói chung có cảm giác cũng khá là lạ, cũng đơn giản như kiểu mới lấy vợ. Xin chào mọi người, gần U40 rồi. Học lái đúng 5 lần, cầm bu lăng của ông thầy dạy, và lần này cầm trên con xe nữa là đúng 6 lần. Cha xin mẹ đẻ ra, gần 40 tuổi cầm được bu lăng, cảm thấy là khoái chí. Cảm ơn tất cả những tấm lòng anh em. Cũng có xe để đi, có ngày hôm nay có xe để đi, thì điều này không thể nào thiếu mọi người được. Những anh em luôn luôn ở trong này luôn luôn đóng góp, có thể là tham gia khóa học, có thể là mua phụ tùng, và Thị Tuấn cũng bỏ ra một công sức để hướng dẫn cho mọi người và thành đạt thành công và dư giả được chúc mua con xe. Không có gì hơn, cảm ơn tất cả anh em thợ máy, cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều. Lê Xuân Giáp cười tủm tỉm. Mai bắt đầu là ngày 19 tháng 4 thứ bảy, bắt đầu ngày mai em thi thì bằng để xe, bởi vì đã rồi. Tại sao bây giờ mới thi bằng thì cuộc đời không bao giờ nghĩ rằng ở cuộc đời này mình lại có chạy được ô tô, nên ngày xưa không bao giờ nghĩ tới thi bằng. Thì bây giờ cảm thấy có được chúc thì chúng ta mới thi cái bằng, thì giá nó hơi bị cao. Nhưng khi mà chúng ta thi cái bằng, chúng ta cảm thấy chạy xe, tập lái cảm thấy nó ngứa người, rồi chẳng lẽ bây giờ chúng ta lại không có xe thì nó cũng chán, nên cảm thấy nó ức ở trong người, nên phải đưa nó về. Cảm ơn tất cả anh em. Xe chưa bốc số, bữa nào bốc số chúng ta chỉ làm con số nhỏ nhỏ anh em mình cùng chúng thì cùng chung vui. Nếu hôm đó toang thì mọi người cũng không nên oán trách làm gì, chơi nhỏ thôi, chơi 100.000 thôi. Đấy, chơi 100.000 bao lô chúng thì chiều lấy 500, dẫn vợ con mọi người đi làm cái lẩu. Nếu mà thua thì coi như hôm nay chúng ta rớt mất 100.000. Đấy, bữa nào bốc số chúng ta chờ một cái coi nó may không. Tốt nhất là chúng ta không nên dính với cờ bạc nè và đó. Rất mong anh em cho cái chia sẻ, cảm ơn tất cả những tấm lòng anh em thợ máy luôn đồng hành và ủng hộ để có Điện Tuấn như ngày hôm nay. Chúc toàn thể anh em luôn sức khỏe, đại thành công. Một người ở trong này 38 người đang chơi, cho Thị Tuấn xin cái chia sẻ. Cảm ơn tất cả anh em. Và ngày 20 tới đây Thị Tuấn có làm buổi tiệc rượu nhỏ. Thị Tuấn kính mời tất cả anh em gần xa, là ngày chủ nhật. Chúng ta bớt được chút thời gian, không cần biết có quen thân lắm hay không thân, cứ anh em tới được với Thị Tuấn là vui. Tuấn sẽ mời mọi người gần xa, anh em chính hiếu, bởi vì nó đông quá, mình chỉ biết là lên mạng nói như vậy thôi. Còn anh em dòng dòng ở đây mình đã gọi điện thoại rồi. Còn những anh em nào có số điện thoại thì thứ bảy là ngày mai mình sẽ báo. Anh em nào tới sớm, có ít, có nhiều, chúng ta luyện về FI. Chiều khoảng 17 giờ chúng ta vào quán khai tiệc. Và Thị Tuấn không muốn làm ở cửa nhà. Làm ở nhà thì mất công, xóm làng, anh em thân thiết ở khu vực, người ta lại nghĩ mua xe này ở lại không mời. Nó khó. Cuộc đời thì thật sự không biết là người ta mua xe, người ta có mời mình hay không thì mình chưa biết. Thấy người ta đi London ngoài đường mà mua cái xe cái thì nhiều anh em khu vực
xóm làng người ta bảo là rửa. Ok, nếu mọi người người ta có nhu cầu như vậy thì ok đúng không ạ? Con xe lớn mình còn mua được chứ huống chi bỏ ra khoảng 5-10 triệu chầu nhậu nó rất bình thường. Cái quan trọng là anh em mình vui. Cảm ơn mọi người, cho cái quả xẻ cho nó lên anh em. Cho tìm toán một cái quả xẻ. Lê Xuân Giáp thức thử thầm rồi, hai cậu cháu xếp sắp được thời gian ở ăn mời tới gia đình chơi luôn anh em. Chúng ta thứ nhất là chúng ta học bổ túc về FI và chiều chúng ta giao lưu. Cái điều đó là cái điều đáng quý nhất. Rồi sang năm để mình xây tiếp tục cái nhà thì lại tiến tiếp. Cuộc đời này mình chạy đúng còn một bước cuối cùng nữa là cán đích đó, bởi vì tất cả ở trong cuộc đời này không phải là giàu sang phú quý, mình chỉ biết là chia sẻ với anh em, không có gì hết. Tay ngang Ngọc Văn, không có gì hết, mình đã chạm tới ngày hôm nay rồi thì chỉ còn một ước gì là sống khỏe để sang năm làm cái nhà đó là xong. Giàu sang phú quý không dám. Rồi có vợ, có đứa con gái, có thằng con trai. Xe không phải là xe xịn, xe che nắng che mưa, thế thôi. Xe nào cũng là xe, nhiều anh em cứ phải là quan niệm tôi đi con xe này, ông đi xe này. Thì xe nào cũng vậy, đơn giản có xe máy cũng vậy. Đi một con xe SH thì anh về trước nhà thì tôi cũng tới cổng làng. Hoặc là tôi chạy ngang ngang với anh thì tôi cũng tới cổng ngõ thôi. Đấy, ở đây chúng ta không phân biệt vấn đề là giàu sang hay là cao sang hay là đi xe quyền quý. Cái quan trọng là chúng ta sống làm sao nó phải là hợp giờ, chuẩn, nghèo hay giàu không quan trọng. Bởi vì cuộc đời chúng ta không thể nào ở với nhau mãi mãi ở trong một ngôi nhà được. Đấy, tình nghĩa anh em chơi với nhau. Đấy, với Đình Tuấn là vậy thôi. Và Đình Tuấn chỉ cần chạy một bước cuối cùng nữa, làm cái nhà thì Tuấn cũng chẳng ở, làm cái nhà chỉ có để xe. Và lâu lâu anh em tới học, anh em không phải mất tiền nhà nghỉ. Được không ạ? Không mất tiền nhà nghỉ. Thứ nhất là khỏi cần ra quán nhậu, anh em mình ra mua mồi, anh em về trong đó, anh em mình ngồi nói chuyện, đóng cửa lại, chẳng ai biết gì cả, chẳng bao giờ ồn ào cả. Nói chung là anh em mình học xong buổi tối chúng ta nhậu, chúng ta bảo không bao giờ phải giao tiếp với thế giới bên ngoài. Đóng cửa lại, bật quạt, anh em mình chơi. Thứ nhất là anh em mình giao lưu, nói chuyện về cái vấn đề ngành nghề sửa xe, chuyên môn, cách làm để kiếm tiền làm sao. Những cái bạn bên cạnh người ta chẳng nghe gì cả. Đấy là điều thú vị nhất ở cuộc đời này. Và sang năm mình sẽ làm kế tiếp. Thôi đó, em xin chào anh Võ Vĩ Cương, chào anh ông Minh Vương, chào toàn thể mọi người. Chỉ cần mọi người đêm nay yêu quý của em, mọi người cho em cái chia sẻ. Cảm ơn mọi người. Cho em cái chia sẻ. Đấy, cảm ơn mọi người. Hello thầy Tuấn, em sửa xe thử máy. Cái quan trọng là chúng ta làm sao tốt, vui vẻ. Và thì Tuấn kính chúc tất cả anh em thợ máy trong này, ai đã giàu rồi thì Tuấn chúc luôn luôn làm sao để đảm bảo cái sức khỏe. Đó, như anh Võ Vĩ Cương chẳng hạn như vậy, quá giàu rồi, nằm ở cái tầm cỡ nó khá là cao. Vấn đề bây giờ chúng ta không nghĩ về tiền nữa, cái bây giờ chúng ta nghĩ là làm đam mê. Bởi vì sức khỏe quan trọng hết hiện tại. Bởi vì bây giờ ôm trong tay 20 tỷ, 30 tỷ, nhắm mắt xuôi tay, trở về với cát bụi, hết. Khi các anh đã tới cái mức đó rồi, đừng tham vọng. Cứ như kiểu Quyết FDC hay tất cả những ông lớn, bà lớn, anh em phải không? Ôm hàng ngàn tỷ. Càng ôm nhiều tỷ thì chúng ta lại bốc hơi càng nhanh. Không bốc hơi vào tăm tối ngục tù thì chúng ta lại đi qua biên giới. Nên ở đây thì Tuấn chúc tất cả những anh em nào đã thành công rồi sức khỏe. Còn những anh em nào chưa thành công thì chúc mọi người luôn luôn cố gắng, luôn luôn tính toán, luôn luôn để chúng ta đạt tới cái những gì mà chúng ta chưa làm được. Khi có rồi chúng ta nên hạn chế, không cần phải đua đòi. Cái mức sống hiện tại làm sao làm đủ sống đủ ăn. Đấy, bởi vì chúng ta không phải lo nghĩ đất nhà cửa vân vân gì nữa. Đó là cái điều rất quan trọng, làm sao để đầu óc chúng ta được nghỉ ngơi. Bởi vì sao anh em phải nghĩ như này, cuộc sống gia đình chúng ta quá nghèo khổ, sinh ra được nhiều con như chúng ta quá nghèo khổ. Đấy, khi mà bây giờ anh em đã nghèo khổ, khi mà bố mẹ chúng ta sinh ra quá khổ, đi xin ăn hàng xóm, quần áo hàng xóm phải cho mặc. Đấy, bởi vì không có tiền mua, luôn luôn qua hàng xóm bảo ở nhà chị này có cháu học quần áo cũ cho em về nhà cho mấy cháu nhỏ.
Thế hàng xóm lại bảo: ừ thôi chị ngồi tí, em ngồi tí, tôi vô trong nhà lấy mấy bộ quần áo gọi cho con. Alo, bộ quần áo này con còn mặc không nhở? À mẹ ơi, con không mặc nữa, con cho cô này nhá, mẹ cho cô này. Ok, nên bây giờ anh em mình đạt được cái đó rồi, thôi nghỉ ngơi bớt, bởi vì nó lực mệt lắm, khá là mệt. Đấy, thôi hôm nay em chia sẻ ngắn gọn và đồng thời em cảm ơn tất cả những tấm lòng mọi người. Đấy, ít bữa nữa em sẽ có thời gian rảnh, em sẽ demo cho mọi người cách sử dụng xe và làm xe. Thời gian này vừa bán hàng vừa lung tung vừa học 600 câu hỏi, nó rất mệt, mệt lắm. 600 câu hỏi, 120 tình huống mô phỏng, mệt lắm. Nhưng để bỏ tiền ra mua nó quá bình thường. Với 3 triệu bỏ ra để mua cái lý thuyết vào trong, ông thầy chỉ 1, 2, 3, 4, cứ vậy quán 1, 2, ABCD, nó quá bình thường. Nhưng cái quan trọng ở đây chúng ta không phải là nghĩ bỏ ra 3 triệu, chúng ta cũng là bỏ ra 3 triệu chẳng hạn như vậy. Nhưng chúng ta phải học để chúng ta hiểu luật. Đó, khá là hay. Biển báo, vòng xuyến và cái gì chúng ta cần nhường được, đó là cái kiến thức. Nếu chúng ta không sử dụng một con xe đấy, ra ngoài đường thì chúng ta chẳng cần phải biết nó. Khi chúng ta muốn ra ngoài đường thì chúng ta phải am hiểu về nó. Đấy, còn bình thường bây giờ giống như Tuấn bảo bây giờ hơn 600 câu hỏi, khỏi cần. Có 120 cái tình huống mô phỏng đúng một tuần bích lạc, bởi vì một ngày chúng ta chỉ có 20 tình huống, nhân cho 120 tình huống 6 ngày, một ngày 20 tình huống, nhân cho 6, 120, dứt điểm, đánh là phải chết. Tuyệt đối chúng ta không nên đánh sớm, đánh lấy 4 điểm. Câu nào may mắn được 5 điểm, chỉ cần trả lời 10 tình huống mô phỏng 40 điểm, đậu, bởi vì 35 trên 50. Lý thuyết 600 câu khỏi cần, ngày mai đi thi hôm nay bịt luôn 3 triệu, ngày mai cứ A bờ cờ quán. Nhưng thật sự chúng ta làm điều đó thì thân trạng chúng ta ra ngoài chúng ta không biết cái gì về bình báo. Đâu, cái điều đó là tạm dừng. Và hôm nay có cái ok nhất ở đây, em không phải là nhân dịp mua xe hay là lên trên này để khuyến mãi hay để dạy để kiếm tiền mọi người, đúng, cho mọi người có thể nghĩ hai mặt trái và phải, đúng không? Với em hiện tại thì tự nhiên cái mức giá này để anh em dạy anh em nó quá rẻ, nhưng hiện tại chúng ta cứ nghĩ đi là Đình Tuấn lợi dụng để kiếm tiền. Thì hôm nay em sẽ mô phỏng lại một lần nữa cho tất cả anh em làm chuyển khoản. Nếu anh em không tính toán được tiền 1.500.000, anh em sẽ sử dụng được tất cả máy chẩn đoán, dạy đảm bảo cho mọi người từ 7 đêm luôn tới 10 đêm nếu cảm thấy vui vẻ. 1.500.000, mọi người sẽ được sử dụng tất cả công nghệ máy chẩn đoán, review về tất cả cái con cảm biến trên FI là một. Cái thứ hai, mọi người sẽ cắt nồi, xử lý nồi, tay ga, họng ga, kéo TBS, bẻ TBS cho mọi người thoải mái. Và nhìn vào cái họng ga mọi người biết rằng có ông thần yêu đại hiện nào bẻ cái lưỡi gà của cái ngàm ở trong họng ga bắt với đồng tiền hay không. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba, hướng dẫn cho tất cả anh em chơi vui về những cái bình xăng con. Ở khu vực nào có những bình xăng cảm thấy hao, chúng ta cảm thấy thích thì chúng ta làm để chúng ta kiếm tiền. Ở đây là ba hạng mục đó sẽ kèm theo với anh em mỗi mệnh giá là 1.500.000. Thôi thì vừa rồi mệnh giá 1.500.000 không có gì. Thì ở đây những anh em nào xa không tới được chung vui cùng gia đình Đình Tuấn thì tất cả món quà này sẽ gửi tặng tất cả mọi người. Đó, nếu tham gia khóa học. Đây. Thì tín đỏ nó còn có 1.300.000. Và cái này hình như anh em bỏ công ra làm 200.000 không đạt. Tuấn dám đảm bảo với anh em điều đó. Nè, chưa kể tất cả những gì ở trong này, thời gian hàn mua hộp ở bên Trung Quốc, hai sợi dây, hai kẹp ma sợi cá sấu và hai cái đầu jack của kiểm tra cảm biến IA và Honda rồi và ABS, 200.000 chắc anh em bỏ công ra làm không lợi nhuận. Thì hôm nay tất cả anh em nào tham gia khóa học này với 1.500.000 mình tặng cho mọi người làm kỷ niệm. Đấy, mọi người đồng tình thì tất cả đều có số điện thoại 0909 755 993, anh em cứ chuyển khoản để lại cái tên số điện thoại, ok, vào danh sách, ít bữa nữa chúng ta học, được không ạ? Đó. Thì thật sự ở đây anh em không nghĩ về vấn đề tiền thì anh em mới học được, bởi vì số tiền này anh em bỏ ra nó quá rẻ, tương đương sẽ còn 1.300.000. 1.300.000 em thật sự về nếu ở khu vực nào đắt đỏ anh em làm đúng bộ nồi lấy lại tiền. Và cuộc đời này đừng bao giờ nghĩ làm nồi, ở cuộc đời này nghĩ sẽ không bao giờ gọi là từ chết con IC, nghĩ thế thôi. Coi như bỏ 1.300.000 ra sẽ không bao giờ mua được con IC điện tử. Một con IC điện tử bây giờ mọi người phải mua trên 2 triệu.
Đấy, nếu mọi người nào có tiền, mọi người đừng có tính toán ở vấn đề đó. Mọi người cứ nghĩ cuộc đời này xui, cuộc đời này có thể ngày mai mọi người đánh lô đề, mọi người không tiếc nha. Nhưng thật sự mọi người bỏ ra 1,3 triệu kiến thức đi theo mọi người xử lý được khá nhiều cái hay đấy, được chưa? Hay là mọi người nghĩ ở hôm nay rớt, sáng giờ làm 1,5 triệu rớt mất 3 tờ châu săn. Mọi người nghĩ hôm nay đen quá, làm con IC quẹt quẹt cái chết. Hôm nay đen quá, đánh lô đề, nghĩ thế thôi thì mọi người sẽ có kiến thức. Rất mong mọi người chuyển khoản. Ok. Đấy, còn anh em nào không lấy thêm đồ thì ok, mình sẽ ship gửi cái này 1,5 triệu. Còn anh em nào lấy đồ thì mình sẽ kèm gửi vào toa hàng cho mọi người. Lấy một bộ pin nồi cũng được, 2 bộ pin nồi cũng được, 3 bộ pin nồi cũng được, cục mô pin cũng được, cái kim phun cũng được nha. Mình sẽ gửi đi theo mọi người, chỉ cần mọi người để lại tên, số điện thoại, ok, Zalo. Học với mọi người khóa học này đặc biệt khá là thú vị, bởi vì cuộc đời Đình Tuấn này, thật sự cha mẹ sinh ra ở cái tuổi gần 20 mấy 30 tuổi mới lấy được người vợ, và lấy người vợ 2010 cũng là cái thời điểm mình về đất Bình Định này lập nghiệp. May mắn ở cuộc đời mình ở đây là đất lành thì chim mình đậu được 12 năm. Và mình thành công ngày hôm nay, 12 năm sau mình làm được con xe. Cũng mất lô đất của mình rồi. Nếu mà để làm ăn ở cuộc đời này thì không bao giờ được ngồi được xe. Có nhiều người bảo Tuấn ơi, tại sao đang đầu tư đất mà tại sao lại không đầu tư mà lại đi mua con xe này? Đúng, mua con xe này lỗ chứ, sao không biết được. Mua lô đất sẽ không lỗ. Nhưng thật sự ăn xong cứ nghĩ như vậy thì không bao giờ mình tự động mình ngồi lên con xe. Ngồi lên con xe cảm thấy mình nóng cái mình mở máy lạnh ở trạng thái hơn 10 độ, chẳng ai nói gì cả. Mình đi ra ngoài kia rồi chạy taxi, nhiều lúc người ta sợ hao xăng, rồi chạy học lái xe người ta sợ hao xăng, mình cảm thấy sướng cuộc đời. Coi như cuộc đời đó là cái gì? Phương tiện đi lại. Còn bây giờ chúng ta cứ nghĩ như vậy thì cuộc đời sẽ không ở trèo lên đó được. Lỡ may toàn thì sao, đúng không? Toàn mỗi người có một cái sở thích, khi đạt được rồi thì chúng ta phải được sử dụng nó, bởi vì chúng ta có phải mua trả góp đâu. Trả góp là sai lầm, bữa nào sẽ có bài toán. Đâu phải hôm nay đi mua con xe này hơn 800, trong túi có 300 mà đi trả góp 500, không ngu. Không ngu điều đó. Thì tất cả anh em tham gia khóa học này, tất cả nhà nhà con phố, hy vọng rằng các anh cứ bảo với chị nhà đi, khóa học này bỏ ra đúng 1,5 triệu, em kèm theo cái này cho mọi người, nó xứng đáng từng ngàn mọi người bỏ ra. Có nhiều anh em bây giờ học trước quên sau, vẫn yếu thì bỏ tiền học tiếp. Học tại sao? Để nó nhớ lâu, mất tiền. Còn bây giờ hôm nay vừa hỏi rồi cứ nghĩ trời ơi, nhớ làm cái gì đau đầu, mai lại quên hỏi tiếp, thì chúng ta phải bỏ tiền ra để chúng ta được nhớ. Đó, tất cả xử lý TBS, hỏng ga, trên xe có tất cả cảm biến nào phải đánh nó trong vòng tích tắc, dù nó nháy hay là nó sáng luôn để chất. Phít phít. Cứ làm theo ba gem của Đình Tuấn, không cần phải hiểu sâu. Thiên hạ ai có hỏi, các bạn học của ai bảo học online Đình Tuấn, khóa này có 1,5 triệu. Có hiểu sâu cảm biến không? Chẳng cần gì phải hiểu sâu cả. Mà cứ bảo làm cho tao báo cái lỗ 8 nháy đi. Phích lỗi, kết luận, lấy tiền. Hiểu sao làm cái gì? Để đầu óc làm việc khác nha. Không cần phải hiểu sâu, nó nặng cái đầu lắm. Vì Tuấn bữa giờ tụt 3 ký, nằm mơ cũng đọc được 600 câu hỏi, anh em hiểu không? Đây, giấu mọi người làm cái gì, 600 câu hỏi luôn luôn ở đây. Cái 600 câu hỏi này chẳng khác gì bộ tài liệu Đình Tuấn bán cho mọi người, đọc nó gần nát luôn rồi. Nó nát luôn rồi mọi người, nhầu nhèo hết rồi. Bởi vì bây giờ quá quen rồi. Sơ vào cái tình huống chỉ cần đọc cái tiêu đề nó thôi, ở bên dưới đáp án 1, 2, 3, 4 là phải kết thúc nó luôn. Đó. Nên mọi người, Đình Tuấn bán cho mọi người bộ tài liệu nó rất ít,
nhưng mọi người đọc mọi người cảm thấy nó mệt. Nếu mà 600 câu hỏi này mọi người nhai được hết thì mọi người cảm thấy nó đau đầu chỗ nào không? Nhưng nó không mang lại cho mình chọn cuộc đời. Nhưng FI nó mang lại cho mình chọn cuộc đời. Bởi vì ngày nào mình sờ cái xe, tự động nó sẽ lên. Còn cái này mình không sờ, nó sẽ lãng quên trong ngày gần nhất. Ăn bén dao mạng em hầu như khá là ok mà ăn. Đấy mọi người không tính toán, mọi người 1,5 triệu nổ tài khoản đi anh em, 10 người 20 người em dạy luôn nhá. Kế tiếp em sẽ dạy nhá. Mọi người đóng tiền đi, em sẽ thông báo cho mọi người tất cả những cảm biến, cho mọi người xử lý nồi họng ga TB, mọi người kéo, mọi người sử dụng máy chẩn đoán, đúng, bỏ tiền ra để chúng ta mua cái nhớ, thế thôi, không để quên, bởi vì chúng ta mất tiền mà, đừng để nó quên. Mất đồng tiền chúng ta làm bằng bồ hôi sôi nước mắt. Đồng tiền đấy trừ khi nào cho, không nghĩ về nó nữa. Hoàng hạn, em cảm ơn mọi người. Đấy thì mọi người, em sẽ cho cái đường link này. Mọi người đừng tiếc gì 1,5 triệu mọi người. Em tặng cho mọi người cảm biến VS và A, APS và VS. Mọi người đừng có tiếc. Rồi, Zalo mọi người nhá. Zalo đăng ký khóa học. Rồi, ít bữa nữa em sẽ có làm một cái chương trình để em lấy cái bằng về nốt cái đã. Em sẽ làm một chương trình để sang năm những mọi người nào tới đại học trực tiếp vào đầu năm của 2023. Mua máy chẩn đoán em sẽ giảm 50% học phí. Không mua máy em giảm 30% học phí cho 2023. Đó. Số người đạt trên 10 anh em đăng ký em bao luôn khách sạn nhà nghỉ. Cái đó là em nói sau, bây giờ chưa nói được. Đó. Mua máy chẩn đoán giảm 50% học phí. Anh em nào có máy rồi không mua máy em giảm 30% học phí. Chỉ cần trên 10 người anh em có mặt biển định em bao luôn tất cả khách sạn nhà nghỉ. Đó. Bởi vì năm 2022 em làm được việc lớn thì chẳng có cái gì đầu 2023 Đình Tuấn không dám chơi cả. Đình Tuấn dám đảm bảo với anh em một ngày không xa FI này sẽ loạn. Và chưa kể Đình Tuấn sẽ chơi ở trạng thái chạy quảng cáo, có thể là một ngày chạy quảng cáo 500k trong tương lai để rất nhiều những trang nhóm nó luôn luôn ở hàng đầu và rất nhiều anh em thợ máy FI xe báo. Chẳng có gì cả cuộc sống này, chết có mang theo được gì không? Sống cuộc đời này, làm được cái gì thì cứ làm. Những anh em, những thầy bà trên mạng này dạy, cứ làm được cái gì cứ làm, phá giá, dạy miễn phí thì anh em thợ đó là gặp điều, những điều may mắn. Nhưng ở đây rất ít người đứng ra, người nào cũng lấy tiền cả. Nên các bạn và anh em, nên chúng ta được học những cái thực tế, lý thuyết 30% thôi. Học lý thuyết để hiểu chút xíu về nó thôi. Để hiểu đường đi nước bước cảm biến này là 5V. Cái dây này sẽ là dây tín hiệu gửi điện áp hay tín hiệu xung hay IC dập mát. Mọi người chỉ cần như vậy thôi. Và cái quan trọng mọi người làm, nó phải chiếm 7%. Đó là thực tế. Thực tế lý thuyết chỉ có 30%. Thế thôi. Và tất cả 2023 tuyệt đối anh em đừng bao giờ bỏ tiền ngu đi học cái đồng hồ và sửa turbo làm cái gì nữa. Turbo SH vài năm nữa hết turbo. Rồi tất cả những con IC 191 của những dòng xe S3 đắt chát lửa. Bữa nay toàn IC xe lửa bình 300-350k một cục lắp vào, chạy tới mùa quýt không chết, ở trạng thái sông keo. Đặc biệt ở mùa ở miền Bắc nó lặn đấy. Cái keo silicon đấy. Đừng có học mà cái đó làm gì, mắt tổn thọ vào một ngày chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Kiếm tiền thì tất cả những ông cụ, những anh lão, những người đi trước, người ta có những cái địa điểm người ta làm rồi, người ta ăn hết rồi. Và các bạn mới ra thì các bạn học lại người ta, các bạn cũng chẳng bao giờ có chuyên môn. Đừng để những đồng tiền này rớt đó. Đừng để những đồng tiền này nó rơi vô cớ. Và học điện tử, học turbo, học gì, các bạn học 10 ngày về sửa được turbo, tôi gửi lại các bạn 50 triệu tôi bán các bạn làm sư phụ.
Nếu các bạn nào hiện tại trên Việt Nam này, thầy nào đang dạy sửa turbo đồng hồ đèn led, học 10 ngày ra giỏi, tôi trả các bạn 50 triệu, bế các bạn tới đây dạy tôi lấy 50 triệu về luôn. Đừng bao giờ bỏ những đồng tiền phí, tôi cảm thấy những cái đồng tiền vô bổ về công nghệ turbo túi nhất gì cả thì chán quá rồi, thay cha nó nhanh, mua hàng cũ. Đừng bao giờ bỏ những đồng tiền ra đi học lè hết cả mắt rồi đăng trên mạng chém gió chơi. Cái đồng hồ cũ người ta sửa sẵn rồi, những đồng hồ A Black SH Lit 600k 700k nhận khách triệu, có thay không? Ok, nhắm mắt nhắm mũi mẹ chạy từ dây đồng nọ căng dây đồng kia để sửa cái đồng hồ lấy 200.000 300.000, không đáng. Những người đấy là những người đấy không có công ăn việc làm, những người đó luôn luôn phải nghĩ tới cách kiếm tiền ăn xong rồi rồi nên người ta mới làm cái mảng đó. Còn những anh em có công việc khác để kiếm tiền tốt hơn thì đừng bao giờ, chưa chắc sửa một cái đồng hồ một tiếng xong đâu. Không phải những cái đồng hồ A và lắc con chở 104 đâu. Nhiều cái đồng hồ Yamaha thúi xiên mặt đó. Không dễ. Nên nhiều lúc các anh đăng lên, các bạn và anh em tôi cảm thấy đẳng cấp, hay hết. Thế giới này vứt. Hay những thầy nào bây giờ đang bổ những con VC của Yamaha ra ở phân tích, các thầy đấy sửa còn chưa xong đâu. Đó là những cái gì mà Đình Tuấn đi trước. Không phải là đi trước, có thể là đi sau mọi người, nhưng cảm thấy mình hiểu được cuộc đời này nó là như thế thì mình chia sẻ. Mất lòng thì chấp nhận chịu thôi. Mất lòng thì tất cả mọi người đều chịu thôi. Bởi vì bây giờ ở thời buổi công nghệ, bỏ đồng tiền phải xứng đáng. Và đặc biệt những cái máy ở trên thị trường bảo bây giờ bắt ra bật ở những con IC này, hư cái con cảm biến đó, hư chết cái mặt đó, đố cái máy nào trên Việt Nam này bắt bảo cái mặt bo ở trên con IC đó chết, các bạn tháo ra các bạn thay nó được đánh lửa, tôi cùi luôn. May lắm 10 con thì may lắm các bạn làm theo máy, hên hên lắm được một con, 9 con kia đều toạt hết. Dù 9 cái kia máy đều báo thay con đó vào, các bạn cứ cẩu con đó ra thay đúng mã số mà nó lại hoạt động bình thường thì không có nhá. Đó, trên đời này không bao giờ có cái đó để cho mọi người, chẳng bao giờ có mà đến giờ ăn cơm có người bưng tơ tết mồm cả, trừ khi người đó là người khuyết tật đấy, hoặc là những ông vua ngày xưa thì những người đấy nhăn chết sớm lắm. Nên nhiều lúc các bạn cứ bảo làm công nghệ, ồ cái máy này chỉ cái con Buffett cái chan đánh lửa, chan bơm xăng, máy cứ chỉ mà em tháo là thay con bơm xăng, chưa chắc. Bởi vì nhiều lúc các bạn chưa được hiểu về nó, các bạn cứ nghĩ rằng nó chết bơm xăng. Bởi vì tất cả nó từ con, người ta hay gọi là con vi xử lý đấy, nhưng thật sự con đó là con ASU. Đúng không? Nó phải nhận được tín hiệu vào và đồng thời nó phải đưa ra. Nên các bạn cứ nghĩ rằng mẹ chết bốc phét, chan bơm xăng đánh lửa thay vào, mất thời gian đục đẽo làm cái gì đâu, nó lãng phí. Nên làm cái gì cảm thấy nó nhanh được thì mọi người nên phải làm. Em không phải là em nói xấu ai cả, cái nồi này mọi người không học thì nó phí đấy. Cái nồi nó rung giật hàng ngày, vệ sinh xịt căn chỉnh để lấy ngay vài trăm nghìn cho nó nhanh, nhanh hơn sửa cái đồng hồ hay con turbo. Mẹ cái bình xăng cắt hàng vào ha la 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 hao xăng cái chọt cái mẹ con 50.000 cũng chọt. Vệ sinh 50, chỉnh xăng xăng lợi phát có mà bèo lắm cũng 100, mà chẳng có ai làm 100 cả, 200. IC chẳng bao giờ chết cả, anh em thợ làm chết thôi. IC 90% không chết do anh em thợ. Do anh em thợ chiếm tới bao nhiêu? 7%, 3% còn lại do chuột cắn. IC dễ gì mà chết? Chẳng chết. Nó sinh ra đâu phải là ngoài một con IC đúc nguyên khối cả hệ thống sạc và đánh lửa như vậy, đâu phải là chết lăn đùng ngã ngửa đâu. Em lấy những cái dây tín hiệu em dí ra mát, nó còn chưa chết. Không biết là mọi người làm kiểu gì nó chết thì em chẳng biết được. Em lấy những cái dây tín hiệu quẹt ra mát, dí ra mát nó chẳng chết. Lấy nguồn 5V em dí ra mát chẳng chết. Chết thì cuộc sống này có vẻ là hơi bị xui. Thôi anh em đừng gọi Zalo em nha. Mọi người có gì mọi người cứ để trong tin nhắn, em sẽ trả lời mọi người. Tốt nhất mọi người tham gia khóa học chuyển khoản 1.5 triệu. Em bữa nay hóp người là
thức đêm khuya nhiều, mệt, mệt. Bởi vì mình cứ làm ăn, bởi vì mình không có một tập đoàn, chỉ có một mình làm ăn, thì đôi khi có một mình luôn luôn mình phải suy nghĩ khá là nhiều, và làm sao để có đồng vốn nó chạy ra chạy vào liên tục, rất mệt mọi người. Các anh em nào ai cũng làm như mình chắc mọi người sẽ mệt, bởi vì bên cạnh mình chẳng bao giờ có kế toán hay là người hợp tác cả. Cuộc sống này chỉ có hai vợ chồng, như tất cả như ba vợ chồng anh em anh chị thôi. Đấy, cố gắng xoay sở để tích lũy. Tất cả mọi người, em đã gắn cái quên mất em chưa bấy em chưa đánh cái đường link ở trên này, em chưa ghim nhỉ, em sẽ ghim lại cho mọi người đây. Mạng hơi bị đơ, không phải. Đây mọi người truy cập vào luôn cái số điện thoại này, hoặc là mọi người lưu số điện thoại em lại nếu danh bạ mọi người chưa đầy nha. Đấy, Zalo. Đấy, nếu danh bạ điện thoại mọi người còn trống, mọi người lưu số điện thoại của Đình Tuấn lại, nếu điện thoại mọi người mà nó chật rồi thì thôi. 0909755 đó, em đã ghim cái đường link, nóng quá em phải mặc cái quạt, nó vã mồ hôi người tọt ký, bữa nay còn có 65 kg mọi người ạ. Em bật cái quạt chút nha mọi người. Rồi, anh em nào có câu hỏi cứ để bên dưới, thì Tuấn cảm thấy được cái gì thì trả lời cho mọi người. Hôm nay vui, cảm ơn mọi người. Đấy, cảm ơn tất cả, tấm lòng anh em thợ máy. Chỉ biết là cảm ơn mọi người. Nguyễn Văn Điệp, ok, lấy về rồi anh. Em vứt ở ngoài xe ngoài kia rồi. Thuê tháng 600, vứt ở bãi bến xe. 600. Bởi vì ở đây mình đổ những cái đường phố ở xóm làng, mình phiền, bỏ tháng 600. Khi nào xây cái nhà xong là xong. Coi như đổ 5 tháng hay 10 tháng bỏ ra vài triệu yeah, cho nó an toàn, có bảo vệ rồi luôn, đỡ ai phiền hà. Giờ nào đi cũng được. Bây giờ có thích thì đi tán gái lấy vợ ba, ra chạy con xe vứt ngoài đó xong, bấm móc chạy. Yeah, đỡ phải phiền hà hai cả. Mai mốt mình có nhà mình đánh vào. Trời, nãy ra bãi đến mấy chục xe con mọi người, đậu dày đặc. Đó là em thông báo, còn mọi người cảm thấy 1,5 triệu, mọi người có to, có lớn, hay mọi người có đắt, có rẻ, mọi người cứ để lại comment em tặng cái này. Không, anh em mình sẵn sàng sống. Đó. Còn nếu anh em nào làm được thì thật sự 1,5 triệu, trừ cái này đi, chắc còn 1,3 triệu chẳng to. Chẳng to tí nào cả. Không to. Nên chúng ta phải chớp cơ hội, nhanh. Và chúng ta cứ chậm chạp thì kẻ khác ăn ngay. Ở thời buổi này là vậy. Ở cuộc đời này chỉ cần chậm 5 phút đồng hồ thôi là chúng ta đã tụt mất cơ hội. Và cuộc đời này chúng ta chỉ cần làm cái việc mà không quan trọng là lớn lắm, mà cuộc đời cứ làm cái việc nhỏ nhỏ mà đôi khi phải bàn với gia đình, bàn với người nọ người kia nữa, chúng ta thất bại hoàn toàn. Đó là trong làm ăn. Chúng ta phải nắm được và chúng ta phải làm tốc hẳn, không rơi vào tay người khác ngay. Đó là cái quan điểm Đình Tuấn sống. Vợ không thể nào cả kịp. Đó là cách sống. Còn không biết là anh em sao, đó là mình chỉ biết là chia sẻ mỗi vợ chồng. Bởi vì mình chậm người khác ăn mất. Đơn giản giống một con xe đi. Gọi nọ gọi anh kia, cứ chân lật nhau 100 ngàn, 200 ngàn, nó đâu bán cho mình nữa đâu, bán cho người khác. Mình biết là con xe đấy kiếm được 700-800 hoặc là 1 triệu rồi. Mình cố gắng mình kỳ kèo 100-200 ngàn nữa gặp người khôn thôi, tao lướt đi chỗ khác. Thế có phải mất 500-700 cũng bụp luôn. 500 thì cũng cân, 700 thì cũng múc. Múc sớm ngày nào hay ngày đó. Bởi vì ở thế giới này là vậy. Nên chúng ta cứ chần chừ thì người khác làm mất rồi. Và bây giờ anh em khác với ngày xưa FI, bây giờ anh em thấy chỗ nào cũng để bảng FI không? Facebook chỗ nào FI hết, tay ga hết.
nha nha tay ga xử lý FI, máy công nghệ cao, xử lý nồi chung giật rồi gợn đủ các kiểu. Ngày xưa anh em thấy không, một cái thị xã, một cái quận huyện chỉ có một người thợ hoặc là hai người thợ xử lý tay ga thôi. Bữa ông kia nhìn thấy con xe tay ga là sợ, may lắm chỉ biết là bơm hơi vào lốp, thầy giàu thầy nhớ, bị khác không phải dám sợ. Và bây giờ anh em thấy không, 10 ông tiệm sửa xe thì 11 ông, có ông trong hẻm nữa là 11, cũng để bảng xử lý tay ga. Đó. Mai mốt mọi người cứ làm như vậy, cứ phà nhà nhà tay ga thì mọi người sẽ là gì, bị cắt bớt cái khoản thu khi mọi người đang nổi. Mọi người làm sao phải làm nhanh, giống như Tuấn chẳng hạn đi. Ồ, ngày xưa ở đây anh em thợ ghét, rồi ai cũng vậy, cặn chăn nhau từng miếng cơm, mẹ thằng này làm cái giá này bao nhiêu tiền, thằng kia phải tụt xuống. Đấy, chắc chắn khu vực anh em không biết có hay không thì tùy theo nó vùng miền, mà đa thợ thợ sát nhau thì ghét như mèo chó với mèo ghét nhau. Đấy, ít chơi thân với nhau lắm nếu mà gần gần nhau, bởi vì ai cũng nghĩ miếng cơm mình ăn là phải đầy, đúng không? Đó, ước gì lúc nào phải có chén cơm đầy, thì luôn luôn phải cần một cái cạnh tranh khắc nghiệt ở những cuộc chơi sửa xe. Ghét nói xấu, nhờ nói xấu nhau, thấy không? Đấy. Rồi nào đi tu luyện thầy nọ thầy kia, thầy tá lả ấy, rồi tu luyện chán no bây giờ vẫn đã ăn xong bơm hơi vào lốp, cày bở mày bở mặt. Nhưng thì Tuấn lại nghỉ hưu sớm chẳng hạn như thế. Đời không biết trước điều gì, chỉ cần các bạn và anh em của tôi cố gắng, trong tương lai nào thời lên tôi sẽ tay ga ập vào liên tù tì, chỉ cần thắng lợi 2 năm mổ liên cúc chiều mưa, rồi có số vốn bật nhảy kinh doanh việc khác. Khi những đối thủ của mình nó chỉ là cứ nghĩ rằng ở hôm nay làm sao mong con xe vào để sửa để có tiền, những lúc này anh em đang ở cái tầm cao khác trong một ngày gần xa không xa. Đó, nhưng người ta chỉ nghĩ là ừ hôm nay để cạnh tranh nó để con xe vào và phải phá giá để có đồng thu để khách hàng giới thiệu cho bạn hàng sửa. Mẹ như thằng kia, mẹ trong thời gian sau nó lên tận tầng mây ở, mình vẫn cút ca cút kít, bởi vì đầu chỉ có tính được như thế. Đó, mình chúc tất cả anh em luôn luôn làm có tích góp chút xíu gì kinh bục kinh doanh. Đấy, nhà có mặt bằng bán tạp hóa rồi chơi. Trên đời này mọi người nghĩ như thế này, không bỏ tiền đòi có lợi nhuận cao thì chỉ không có, cái gì cũng vậy, muốn kinh doanh thì phải bỏ tiền thì mới để ra lợi nhuận, nhưng chưa chi là chưa kinh doanh mà cứ nghĩ rằng chúng ta thất bại. Ví dụ không có tiền thì bây giờ đi buôn con xe ví dụ như thế, mẹ cò thằng bán nó cho chai nước, thằng mua nó cho được 2 xị. Mẹ có tiền biết ngay con A Black hoặc con SH này có mà bèo nhất cũng phải bán lướt được 2 củ, còn dựng bán cho trực tiếp cho khách hàng phải kiếm được hơn 3 củ. Có tiền nó phải lời gấp 10 lần so với không có tiền, chỉ có cái miệng đi cò không ăn thua. Đấy, cho đời này nó luôn luôn là như thế. Và chúc tất cả anh em làm chủ được cái công nghệ FI này ở khu vực, thứ nhất là mình bục được anh em thợ khu vực, nè tháng cũng làm được vài ông thợ, thì ông thợ bèo gì cũng có 100 ngàn, ban khó khó thì phải xử lý 300-500 ngàn, tháng bèo gì cũng kiếm được đôi củ, được chưa? À, tiếp tục những anh em nào đang xem live của em đây luôn, chơi chia sẻ hết cho mọi người. Mọi người về nhà ở khu vực mọi người hay có cái gì, những thợ này không có tiền để đầu tư, mọi người tích lũy ở bán sang anh em thợ, mua món này 100 thì bán cho người ta 140-150, bởi vì món này lâu lâu bán có 150, bỏ 100 ngàn để làm cái gì? Đầu tư thứ nhất là nghĩ trong đầu là phục vụ bản thân mình, rồi anh em khác cần bốc ở đây luôn, trực tiếp kiếm phải cả lít, bởi vì anh em đâu có bán xỉ phụ tùng đâu, người thợ cần đặt trong hết vài ngày giá tiền gấp mấy lần. Ở ok bao tới đây mẹ lòng quạng mà bắt bận dùng nữa chứ. Cuộc đời đó mọi người phải cần đi làm và tiến xa để kiếm thêm chút. Đó là cái màng kiếm được chút.
mua đồ phụ tùng có tiền, tích lũy cho bản thân cửa hàng. Thứ hai, đếm đầu thợ trên đấy, 10 thang bèo nhất nó cũng có 3 thằng ủng hộ mình. Nhanh để chúng ta tới đích. Đó là cái bài toán, hiểu sâu làm cái gì. Chỉ cần TB mẹ bút ga một phát biết hư hay không. Cầm máy làm cái gì? Có khách cầm máy hù ma dọa khỉ chơi. À, không có máy vuốt phục phát. À, hư phát, lúc phát, lượng tay ga TB bỏ ra ấy. Giống báo xăng ấy, khi mà phao đã trên cao nhưng mức xăng chỉ có là nửa cái mặt quét, máy móc làm cái gì. Còn nhiều anh em cứ phải kéo ga dê nhỏ nhỏ làm vuột phát xong là cắt để nhanh chúng ta thành công. Thôi mọi người chuyển khoản đăng ký đi, đăng ký đủ số lượng sớm sớm em dạy luôn nha. Nên học đi mọi người. Ok, chuyển khoản đi. Đừng có phải ở lăn tăn ở ngày mai học, hôm nay em chuyển khoản làm gì, chuyển ngày nào sớm ngày đó. Để cuối tháng này học cho nó ok. Hôm nay ngày 18 rồi, mai 19 rồi. Ồ, hôm nay 18, mai 19 rồi, chủ nhật này 20. Ok, cái đầu tháng học. Đầu tháng này học ngon này. Gần Tết rồi, xe khách hàng vào. Bật. Thứ nhất là ok lên tay nghề, thứ hai là có sàn. À, Tết này khách hàng mang đi dọn xe nhiều mà. Có sàn, cái thứ hai ở được học bật 1,5 triệu. Chứ tặng cái bộ này 200 mẹ triệu ba rẻ chưa từng có ở Việt Nam này. Quýt bập. Đó là cái bài toán em muốn đưa cho mọi người. Phục nhân đi. Đừng để cái công nghệ này nó bão hết. Bập. Bập được rồi, bỏ ra 1,5 triệu lấy của cô vợ, có thể đêm nay tí các anh bàn với chị nhà ăn mượn của em, ăn mượn của vợ, ăn mượn của cưng 1,5 triệu. Bỏ ra đúng 1,5 triệu mà hồi giờ mọi người chưa làm được cái gì đúng không? Bỏ ra 1,5 triệu mọi người làm để kiếm tiền trả cho cô vợ ấy, 1,5 triệu mới 500 tiền lãi là 2 triệu. Nhưng hôm sau kiếm được tất cả, bắt đầu 2 triệu là tặng vợ, gọi như trả chị nhà tiền lãi. Xong cái đó tuyệt đối không được đưa cho vợ. Nếu anh em là đang khó khăn bỏ bụng mình. Bởi vì hồi giờ các anh không học thì các anh đâu kiếm tiền được cái môn này. Bây giờ các anh trả lại cho chị nhà 1,5 triệu và 500k. Thì bây giờ các anh phải bỏ bụng mình để làm cái tiền đó để làm cái gì? Đầu tư. Vài tháng đập bụng mình ra. Ừ, tự nhiên có số tiền bèo nhất cả 10 triệu, 20 triệu. Đầu tư cái gì đó, mua 20-30 triệu vào thì đương nhiên nó sẽ hạ giá đàn xuống. Rồi lấy cái món đó thay để lại một góc, bỏ cái tủ. Bởi vì cái tủ này bỏ ra 1,5 triệu. Tự nhiên bây giờ trả vốn cho vợ 1,5 triệu, tặng vợ 500, cái này tự nhiên đẻ được 20 triệu để làm góc y xì cái tủ đó. Tiếp tục thay 20 triệu cái tủ đấy lại đẻ ra tiếp. Mọi người phải làm cái bài nhân tính toán đó. Hồi giờ mọi người không, bây giờ không bỏ ra tiền mọi người học thì làm sao mọi người kiếm được tiền? Mượn chị nhà, đêm nay mượn chị nhà cho em. Những anh em nào không có tay ga học để biết chọn bình xăng con. Còn nếu khu vực chúng ta không có xe ga, không có bình xăng con, tốt nhất không nên học, tốn tiền. Thà các anh dư tiền học để biết thì nên chơi. Còn nếu các anh bây giờ xe ga chẳng có bình xăng con thì không, toàn sửa xe lôi, mấy xe đạp điện, tốt nhất không nên học, phí tiền. Còn học để đam mê thì học. Đó, đó là em thẳng thắn. Chứ mất công khoái thì tuấn quá lại học, phí tiền. Tiền 1,5 triệu bỏ ra đó cho các cháu mua quần áo, uống sữa đồ nó học. Còn đứng anh em là khu vực nào đang có xe ga hay là xe số nên học. 1,5 triệu mọi người làm không lấy được vốn. Sống thật đi. Về nhà vài tháng không lấy được 1,5 triệu. Tuấn trả lại tiền cho. Được không? Nhưng phải sống nhiệt tình nhá. Vài tháng sau bảo áp dụng của tình Tuấn ấy, mẹ là tôi học của bạn, hay là ăn học của chú, hoặc là em học của anh, mẹ về nhà em có xe ga mà đúng là làm một cái này khách hàng không công nhận, em trả lại tiền cho mọi người. Trong vòng 5-10 phút mọi người chỉ cần cho em số tài khoản, bảo vừa rồi ở đấy đấy học của chú đấy, hay tôi học của bạn đấy, hay em học của anh, về nhà làm xe chẳng ra gì cả, nó tệ hơn cả xe zin, trả lại 1,5 triệu. Đồng ý bớt cái số 1, cho em cái số 1 đi mọi người. Thả like cho cái số 1. Sướng chưa? Như vậy khỏi phải thắc mắc
lỡ học về làm không được mất 1,5 triệu. Điền Tuấn không phải là cái thằng những cái thằng bán bằng giả ở trên Việt Nam, những cái trang mạng hay những cái thằng mà nó bảo bán đó, bằng lái xe có hồ sơ gốc, Điền Tuấn đưa cái đầu cho nó bọn nó đá bóng hết. Bữa nào sẽ có cuộc livestream về cái bằng giả. Mấy thằng mà nó hay đăng lên trang nhóm vào anh em nhìn chẳng thấy nó có bạn bè gì cả, trống không, nó cứ bảo chụp lên bảo hồ sơ gốc thì mẹ nó, bố ông nội ông ngoại sống lại cũng không bao giờ đưa cho anh em được bộ hồ sơ gốc. Thế thôi cho mọi người yên tâm để bỏ ra 1,5 triệu. Trên này đang còn 39 ông này, bỏ ra 39 triệu học đi. Có tất cả cuộc đời này làm mà sợ không bao giờ thành công, chẳng bao giờ thành công cả. Sợ cuộc đời này là sợ nhất là chúng ta cầm sổ đỏ mà chúng ta không biết là cuộc chơi đấy, đầu tư đó ăn hay là thất bại. Cầm sổ đỏ nhưng nó vẫn là chiếm 50%, chúng ta vẫn rất định chơi. Sợ nhất cầm sổ đỏ nó mất trắng, 50% vẫn chơi, một ăn 2,4 thì chơi. Còn cái này đúng 1,5 triệu không chết được. Có mà bèo gì đen lắm thì những ăn bơm hơi vá lốp thì một tuần hoặc là nửa tháng cũng lấy được 1,5 triệu. Coi như ăn khổ đi. Không chết. À, đầu tư cái này mang lại kiến thức, kiếm được tiền nhiều, không rủi ro. Đấy, các bạn nào mà theo Điền Tuấn hồi giờ có rủi ro. 1,000 ông trong này thì may lắm, đen lắm thì cuộc đời này khoảng 10 ông rủi ro. Bởi vì sao? Vợ bỏ, không hạnh phúc, gia đình tan nát thì mới không thành công. Và thật sự cuộc đời này 1,000 ông theo Điền Tuấn chịu khó làm, chẳng ông nào mà để tiền rơi ra khỏi quả cái cửa sổ cả. Đấy, đấy, sang năm đấy, dàn xe này tiếp tục để cấy sang năm nhá. Lấy cái bảng về nữa thì đúng là mát mum. Còn những đồ chơi khuyến mãi gì, hẹn quý vị vào vài đêm nữa, nó phải có lịch trình. Hôm nay chỉ có giao lưu đấy, và đồng thời tham gia khóa học. Chơi chẳng có gì mất mát cả. Cuộc đời này không cần phải suy nghĩ cả. Điền Tuấn chẳng bao giờ phải suy nghĩ, khi mặt bằng này khá là rẻ, trong tay chẳng cần phải có nhân viên, chẳng có kế toán, chẳng phải thuê kế toán, thì cái đầu nó nhẹ hơn gấp vạn lần những ông đang bán công nghệ đi vòng vòng ở trái đất Việt Nam, những ông đang mở trung tâm phải thuê những mặt bằng đắt đỏ. Mỗi ông đấy luôn luôn phải tính toán, bởi vì mặt bằng chát, trong tay nhiều nhân viên, không làm thì lấy gì mà ăn, đủ các kiểu để miễn sao để thu tiền về. Không thu về thì lấy gì trả mặt bằng, không thu về thì lấy tiền gì mà trả nhân viên, và trả mặt bằng trả nhân viên xong cuối cùng cuối tháng chẳng được bao nhiêu cả. Những cái quyền của người ta và tất cả con người chúng ta lên mạng thì vẫn nổ như bom cả. Lên mạng thì luôn luôn phải quảng cáo, quảng cáo hay để thu về lợi nhuận. Mọi người công nhận điều đó không? Tất cả những bài toán mình không giỏi nhưng cũng chiếm được khoảng 80% của tất cả những cái đầu kinh doanh hay đào tạo các bạn. Còn mình ở đây, ở đây là ở cái thị xã nhỏ, mặt bằng rẻ như cho, quá rẻ, ngày phát đủ mặt bằng, tháng phát đủ năm mặt bằng thì không bao giờ phải suy nghĩ nhiều cả. Và nhân viên thì chẳng phải suy nghĩ. Các em tới đây làm nhiều các em ăn nhiều, không làm thì không có ăn. Hôm nay mệt thì ăn đóng cửa, thế thôi, tiền ăn trả hàng năm rồi mà. Đấy, bật một phát tới năm phát trả.
chẳng phải suy nghĩ gì cả. Nặng đầu. Thế đó. Thôi, em chỉ biết là chia sẻ như vậy, em mệt quá rồi. Cảm ơn tất cả mọi người. Đấy, thời gian cũng là trôi đi 50 phút. Cảm ơn anh em. Chúc mọi người ngủ ngon ngày mai thứ bảy. Được rất nhiều khách hàng làm công chức nhà nước, người ta nghỉ công việc, người ta mang xe tới bảo hành bảo dưỡng, nhớ tư vấn cho tốt. Đỉnh quá. Mai xe người ta hư 10 chỉ cần tư vấn khoảng 50% thôi. Nó mà chưa hư 10 mà cứ trả vào tư vấn tới 11 thì người ta sợ mất. Làm để khách hàng sau còn quay lại. Ai không muốn là bây giờ lùa luôn một thể. Lấy luôn một cục để khách hàng chạy cho ngon. Nhưng tùy theo túi tiền của khách hàng, người có điều kiện hay người không có điều kiện. Đấy, chúng ta còn phải nhìn được ở vấn đề đó. Ok, anh Nguyễn Văn Điệp, anh nộp tài khoản em từ đầu tiên mà. Chắc khóa học này có mình em dạy ăn thôi. Em vẫn dạy. Không bao giờ trả lại tiền. Đấy. Chắc khóa học này có mình em dạy ăn quá anh Nguyễn Văn Điệp rồi. Bởi vì thứ nhất là cho tài chính, do tất cả anh em biết rồi thì không phải học. Và do tất cả anh em có thể đang tính toán về ba tờ mệnh giá châu săn. Em xin phép offline để sáng mai 7:30 tiếp tục em hành trình ra trường lái. Đó. Thời gian này có gì bị chậm trễ, có gì không phải, rất mong anh em thợ máy lượng tình và bỏ qua cho. Đấy, chắc chắn mọi người cũng biết, còn những anh em nào hiểu được thì anh em sẽ hiểu. Đấy. Còn thật sự anh em nào chất móc, Đình Tuấn vẫn chấp nhận. Bởi vì không thể nào mình làm hài lòng được tất cả quý vị anh em thợ máy cả. Đó. Cảm ơn mọi người. Thank you. Chúc anh em buổi tối ngủ ngon, hạnh phúc bên chị nhà, các cháu nhỏ. Thank you. Bye bye nha. Sao cho cái thả like nha. Mình kiếm đồng tiền được thì mình phải biết đầu tư. Đó là cái quy luật. Còn cuộc đời này mình chỉ biết kiếm không, không biết đầu tư, không bao giờ đi lên được nữa. Em sẽ khẳng định mọi người điều đó luôn. Cuộc đời này, cuộc đời này sống mà cứ bo, muốn kiếm ngàn, cắt được ngàn. Thì cuộc đời nó chỉ có bấy nhiêu thôi. Rộng rãi, thoải mái, rơi đúng chỗ, đúng lúc. Một ngày không xa, mọi người sẽ đều thành công hết. Và cái giới chờ xe anh em mình nghỉ hưu sớm. Nếu còn làm về đam mê, xử lý những băn bận, có tiền, ngon lành cằn đào, việc khó không làm, để những người khó chung quanh người ta làm. Thế thôi. Ok. Đó, chúc những anh em nào trẻ, ở cái tuổi khoảng u bốn mấy, 50 đổ lại, nghỉ hưu sớm, có làm thì làm đam mê. Đó, còn những anh em nào trên U50 giàu rồi thì bớt làm lại, còn đang khó khăn thì cố gắng làm, phải bảo vệ long thể. Bây giờ ở tuổi hơn 50 làm thì chẳng giàu được nữa đâu. Em nói thật, không giàu. Những anh em nào bây giờ trong tay chưa có vốn, em xin phép 20 người em nói những câu cuối cùng. Không phải em chất móc, em chê mọi người. Những anh em nào ở đây trên 50 tuổi, U50 xuất phát đi, nhưng trong tay chúng ta chưa điều kiện về tiền bạc, chúng ta chỉ có nhờ vào cái nghề sửa xe này để mong một làm giàu ở cái tuổi xế chiều, em dám tuyên bố và dám nói một câu, 1000 ông thợ ở u tuổi 50 trở lên mà ở trong tay mọi người, phải lưu ý này, em nói nhấn mạnh ở trong tay mọi người, không có tài chính nhiều không thể nào giàu được, em dám đảm bảo. Đó. Còn chưa kể những anh em nào lấy vợ muộn, sinh con muộn thì cực khổ khi ở cái tuổi đó mới có gia đình, hoặc là có con mới có 50 tuổi mới có con khoảng 5-7 tuổi, em dám đảm bảo may lắm đủ ăn và nuôi cho các cháu. Còn những anh em nào ở cái tuổi trẻ cố gắng phấn đấu để có một số vốn đầu tư, hãy dành dụm cho mình lô đất,
Trong tương lai không xa, đất đai sẽ lên. Và không phải ai có tiền mua được lô đất. Hãy chịu khó có lô đất làm cho vài cái phòng trọ cho thuê. Rồi, ở quê quê, tháng 2 triệu, 3 triệu, 2 triệu, triệu rưỡi, 2 triệu, 10 phòng, tùy theo cuộc đời may mắn một lô đất làm dãy phòng trọ. Để chúng ta trừ hiệu, sau này yếu làm không được. Hàng tháng có tiền, đất chật thì người sẽ đâu. Chứ không phải ai có tiền ra ngoài này bục lô đất 2 tỷ, xây thêm 2 tỷ là 4 tỷ. Đúng không? Trừ khi những người đó ăn may làm ra và đồng thời sinh ra ngậm kiệu vàng. Còn anh em mình ở thế giới khổ, khó lắm. Trừ khi gặp những cái điều may mắn, trúng vịt lốp, trúng số. Đúng á, em nói điều đó là đúng luôn. Em được chứng kiến và gặp được rất nhiều người. Chứ chưa các gì những người đang đào tạo mọi người, đóng thùng mỗi người đã thành công và giàu đâu. Mọi người đã được cái mác hết. Còn chưa kể những con xe người ta lăn bánh ngoài đường, xe ga, xe số ô tô. Chưa chắc là trong tay người ta có cái cà vẹt thật đâu. Loạn quạng chỉ là cà vẹt photo công chứng, cà vẹt gốc ở đầu nguồn đầu tiên nó giữ. Nhưng tất cả đó là một cái mác để chúng ta xã giao ra ngoài. Ở cuộc đời này không biết điều gì xảy ra cả. Giám đốc hay điên trộm chó thì cũng chẳng bao giờ biết. Cứ nghĩ người ta đi ô tô, nhưng có thể buổi ngày người ta đi ô tô để mọi người nhìn, buổi tối người ta đi bắt chó. Không biết là điều gì xảy ra trong cuộc sống này cả. Tất cả những cái gì Tín Tuấn cảm thấy ngấm và thấu ở cuộc đời này, mình chỉ biết là nói hết ra và chia sẻ tới anh em thợ mày của mình. Rồi, thank you. Ôi, để em tải mấy bài nhạc hay hay đó. Ngày mai gắn lên ô tô nghe bài nhạc đi trường lái. Xe chưa có đít, chưa có biển, chạy công an nó bắt thì đúng là tội em lắm. Liều. Liều. Mọi người không được chơi liều như vậy, bởi vì rủi ro rất lớn. Chưa có bằng, chưa có phẹt à, điều khiển con đấy mà hồi giờ chưa cầm bằng lái nhiều, chưa chạy xe nhiều, mình đôi khi mình nằm lúc mình nghỉ mình ẩu ẩu. Thank you mọi người.